Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình giáo dục hướng nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới là học sinh phải phát huy được năng lực, phẩm chất của bản thân. Vì thế, việc giảng dạy thay vì truyền thụ kiến thức một chiều, thì giờ đây học sinh phải là trung tâm của quá trình này. Điều đó có nghĩa học sinh phải được thực hành, thực tế nhiều hơn. Năm nay đã là năm thứ tư triển khai chương trình mới ở cả ba cấp học. Các trường đang nỗ lực trong điều kiện của mình để tổ chức nhiều hoạt động. Và trong chuyên đề giáo dục hướng nghiệp kỳ này, mời quý vị cùng về huyện Định Quán để tìm hiểu về sự nỗ lực của ngành giáo dục địa phương này, cũng như những kết quả đã đạt được từ khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Năm nay lớp 3-1 thực hiện sách giáo khoa mới và chương trình mới. Với cô Nguyễn Thị Thu Thủy, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Khuyến, huyện Định Quán, khi dạy chương trình giáo dục phổ thông mới, cô thấy lớp học của mình đã thay đổi hoàn toàn. Tiết học bắt đầu rất sôi động, sau đó sẽ có những khoảng lặng để các em làm việc độc lập, rồi lại chuyển sang làm việc nhóm. Trong suốt quá trình cô giáo hướng dẫn, khích lệ, cuối cùng là cô tổng kết lại những nội dung chính. Tiết học trôi qua mà bạn nhỏ nào cũng vẫn mang cảm giác tiếc nuối khi kết thúc sớm. Tôi nhận thấy là các em học sinh trong lớp tôi cụ thể thì các em cũng mạnh dạn hơn, tích cực hơn và học tập giao tiếp với nhau rất là thoải mái và rất là mạnh dạn, cũng không còn rụt rè bỡ ngỡ như trước nữa. Và bên cạnh đó thì toàn thể giáo viên trong nhà trường của chúng tôi cũng cùng chung tay hỗ trợ lẫn nhau để tìm một cái biện pháp nào mà hay nhất, tối ưu nhất để giảng dạy cho các con đạt hiệu quả. Và hiện tại thì chúng tôi thấy rằng là qua những cái buổi trao đổi thì các giáo viên đều nhận thấy là các con đều có sự tiến bộ hết. Không riêng khối lớp 3, việc đổi mới tư duy, đổi mới cách truyền đạt kiến thức của chương trình giáo dục phổ thông mới đã giúp lớp học đạt được mục tiêu là phát huy năng lực học sinh. Tôi thấy là các em đã mạnh dạn, tự tin hơn. Rồi các em mạnh dạn giao tiếp nè, rồi trong các hoạt động các em học, các em đã mạnh dạn chia sẻ, trao đổi. Và từ những hình thành đó thì các em cũng đã phát triển được cái phẩm chất năng lực của các em, thể hiện qua là cái phẩm chất là yêu nước và nhân ái, chăm chỉ. Thì các em rất là tích cực tham gia các phong trào và các hoạt động của trường, của cấp trên đề ra. Rồi ngoài ra nữa thì tôi thấy là cái chương trình này thì khi mà mình dạy cái chương trình mới này, mình đã phát triển cho các em các phẩm chất và năng lực, thì các em đã hình thành được đầy đủ cái phẩm chất năng lực và thể cái trung thực và cái trách nhiệm của các em được nâng cao hơn và hiệu quả tiết học thì có đạt cao hơn. Năm học 2022-2023, trường tiểu học Nguyễn Khuyến có 18 lớp học trên tổng số gần 690 học sinh. Để thực hiện tốt có hiệu quả công tác đổi mới, tập thể sư phạm nhà trường và đặc biệt là 27 giáo viên trực tiếp đứng lớp, luôn nỗ lực, phấn đấu trong từng tiết giảng. Đáng nói, để đáp ứng được hiệu quả của chương trình giáo dục phổ thông mới, thời gian công sức của người giáo viên bỏ ra trong từng bài giảng tăng lên gấp bội phần so với dạy chương trình cũ. Thì trong quá trình dạy như vậy thì chúng tôi đã kết hợp là đa dạng các phương pháp và để cho các em là thực hiện dạy học phù hợp với các em nè, rồi luôn làm cho các em biết là tự học và tự chủ như thế nào. Rồi làm cho các em biết là trong quá trình học thì các em phải hợp tác, phải giao tiếp như thế nào để các em chủ động nắm hội được, lĩnh hội được cái tri thức mới đó. Cho tổ khối và giáo viên tự lên kế hoạch, thiết kế bài học, rồi người kinh nghiệm nhiều truyền thụ cho người kinh nghiệm ít, hỗ trợ lẫn nhau trong việc là các chuyên đề á, thì là giáo viên là tự trao đổi với nhau, tự soạn bài với nhau, rồi hỗ trợ nhau trong việc là thu thập các thiết bị, tự đồ học tự làm đó, để là bổ sung thêm cho bài học nó sinh động hơn. Và hôm nay là giáo viên là sử dụng cái kiến thức cập nhật rồi trên internet, dẫn đến cái chất lượng của học sinh á, là một ngày một tiến bộ hơn những năm trước. Dù vất vả hơn trước nhiều, song vì hiệu quả trong từng tiết học cũng được tăng lên, tỷ lệ thuận với sự nỗ lực của giáo viên, nên sau thời gian giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới, tất cả giáo viên đều quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Vâng, thưa quý vị, trước những yêu cầu đòi hỏi ngày càng bức thiết hơn, ngành giáo dục và đào tạo cùng các thầy cô tại huyện Định Quán lại tiếp tục đối mặt với yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện.
Riêng ở bậc trung học cơ sở, việc học giờ đây sẽ phải gắn sát hơn nữa với thực tế. Sự chủ động và vận dụng hiệu quả giữa lý thuyết với thực hành của các giáo viên được kỳ vọng sẽ mang lại những giá trị giáo dục tích cực cho học sinh. Trải qua một số khó khăn bỡ ngỡ ban đầu, giờ đây cô Hoàng Thị Phấn, giáo viên trường trung học cơ sở Ngô Thời Nhiệm, đã linh hoạt, chủ động hơn với phương thức dạy học. Học sinh lớp cô cũng mạnh dạn, tự tin hơn trong học tập. Người giáo viên cần phải nỗ lực rất là nhiều, phải tự làm mới mình, phải tự thay đổi mình để tiếp cận với rất là nhiều cái nét mới của cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Thì người giáo viên cũng phải tự nâng cao cái năng lực chuyên môn của mình để có những cái kỹ năng cần thiết như là kỹ năng tổ chức lớp học này, kỹ năng truyền tải những cái vấn đề xuống cho học sinh. Ngoài những cái kiến thức, ngoài những cái phẩm chất, ngoài những cái năng lực cốt lõi ra thì nó có định hướng cho các em theo một cái định hướng mới trong cái cuộc sống. Các em có thể tự mình trải nghiệm và tự mình định hướng và cũng có thể tự mình đánh giá được sau một cái quá trình học đó. Tiết học trải nghiệm do cô Phấn đứng lớp, từ chủ đề được cô Phấn đưa ra là bảo vệ môi trường. Các em học sinh đã chia thành nhiều nhóm nhỏ, tự thiết kế, sáng tạo ra những sản phẩm liên quan đến chủ đề tiết học, sau đó thuyết trình về ý tưởng của nhóm mình. Từ khi được tiếp cận, học tập các phương pháp giảng dạy mới từ chương trình giáo dục phổ thông 2018, học sinh đã có sự thay đổi về nhận thức, chủ động tiếp cận, lĩnh hội kiến thức. Qua những tiết học này thì tụi con được vẽ với nhau, được chơi với nhau và được hòa mình cùng với nhau và có thể thân thiết với nhau hơn, và tụi con và cô giáo cũng có thể hiểu nhau hơn. Và qua phần thuyết trình, những cái sản phẩm này giúp tụi con có thể tự tin hơn. Thực tế, từ khi triển khai thực hiện chương trình, nhiều em đã bộc lộ được các khả năng tư duy vượt trội của bản thân ở từng môn học như toán, tiếng Việt, tiếng Anh. Còn đối với đội ngũ giáo viên, các thầy cô đã chủ động tìm các phương pháp giáo dục hiện đại gắn với thực tiễn cuộc sống, gần gũi và hấp dẫn, tạo điều kiện cho học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn đề. Trường có một lực lượng giáo viên là nhiệt huyết. Bên cạnh những giáo viên trẻ có năng lực thích ứng tốt với sự thay đổi, có năng lực công nghệ thông tin và tiếp thu cập nhật cái mới tốt, thì những giáo viên lớn tuổi cũng rất là say mê yêu nghề và sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng chịu khó học tập những cái mới, ứng dụng những cái điều mới vào trong việc giảng dạy, là cái nguồn lực rất là quan trọng để tổ chức cho các cái tổ chuyên môn có thể là hoạt động được tốt hơn. Để bám sát mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, đội ngũ giáo viên nhà trường đã lập nhóm, thường xuyên trao đổi, lên kế hoạch chung để giải quyết các khó khăn vướng mắc khi triển khai chương trình này. Giáo viên bộ môn cũng chủ động và sẵn sàng đổi mới, cho nên bảo đảm được nội dung, thời lượng chương trình môn học. Ngoài ra, các trường cũng chú trọng sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, đồng thời đề ra giải pháp cụ thể để tổ chức tốt các hoạt động học tập. Bởi việc đổi mới là không dễ dàng, đòi hỏi giáo viên phải nỗ lực, phấn đấu không ngừng. Lần đổi mới chương trình giảng dạy này của ngành giáo dục là vô cùng sâu rộng, với tốc độ rất nhanh và cũng đầy thách thức. Thực tế, đổi mới không bao giờ là dễ dàng, lại càng khó khăn hơn bội phần khi việc đổi mới đó rơi vào lĩnh vực giáo dục. Bởi kết quả đổi mới chính là con người, là tương lai của đất nước. Nói như vậy, nhưng toàn ngành giáo dục huyện Định Quán đã và đang nỗ lực hoàn thiện chính sách để người thầy hoàn thành tốt sứ mệnh đổi mới của mình. Những thầy cô đang tích cực đổi mới chia sẻ rằng, đổi mới không phải từ những thứ quá cao siêu to tát, đổi mới cần bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, trong hoàn cảnh điều kiện của mình. Bởi khi thầy cô quá lo lắng và áp lực về đổi mới thì sẽ không có được niềm vui hạnh phúc thực sự trong công việc của mình. Ở huyện Định Quán, các thầy cô giáo đang có những cách làm riêng để thực hiện đổi mới chương trình được hiệu quả. Cô Lê Thị Quý Dung, giáo viên trường trung học cơ sở Ngô Thời Nhiệm, huyện Định Quán có thâm niên đã 31 năm công tác trong ngành giáo dục. Cô Dung là giáo viên dạy môn sinh học, nhưng hiện giờ theo chương trình mới, ba môn sinh, hóa, lý sẽ tích hợp lại thành môn khoa học tự nhiên. Vậy là từ giờ, giáo viên sẽ không làm việc độc lập. Tổ khoa học tự nhiên sẽ cùng làm việc với nhau để đưa ra kế hoạch bài giảng. Giáo viên môn này phải học hỏi thêm kiến thức của môn kia. Tính chủ động, tự học hỏi rất cần ở người giáo viên như cô Dung lúc này. Cũng là học hỏi đồng nghiệp, rồi là mình cũng là lên trên mạng đó. Rồi mình sẽ, dù những cái nào mà mình chưa hiểu đó, thì mình lên trên mạng để mình tìm hiểu. Cũng như những cái giáo viên, cũng như là họ tổ chức cái tiết học mà phương pháp đổi mới này rất là tốt, rất hay, thì mình cũng học hỏi được ít nhiều.
Đó, rồi đối với học sinh thì mình cũng là phải thay đổi nhiều cái phương án học tập. Đó, ví dụ như tổ chức trò chơi hay là cái thảo luận cặp đôi, hay là ví dụ mình có thể là cho nó đi trải nghiệm đó, những cái hoạt động trải nghiệm, ví dụ như những cái giờ sinh mà mình không cho học trên lớp, mình có thể là xuống ở dưới vườn trường để thực tế hơn, để cho các em kích thích để nó đáp ứng được cái mục tiêu của cái phương pháp dạy học đổi mới. Với cái xu hướng phát triển của thời đại, trong cái bối cảnh phát triển thì chắc chắn là việc giáo dục cho các em học sinh cái năng lực tự học và năng lực sáng tạo thì rất là quan trọng, cho nên là việc đổi mới là tất yếu. Và để làm được điều đó thì bản thân giáo viên phải là người sẵn sàng và đổi mới, có đủ năng lực đổi mới, có đủ chuyên môn và cái nghiệp vụ thì mới tự tin tổ chức được các cái hoạt động này. Đó là cái những cái thuận lợi mà giáo viên luôn luôn hướng đến, vì người ta chấp nhận được là tất yếu phải đổi mới thì người ta sẵn sàng thay đổi bản thân mình để có thể làm được những điều đó. Không riêng lĩnh vực giáo dục, ở bất cứ lĩnh vực nào thì đổi mới không bao giờ đơn giản. Nhưng chắc chắn đổi mới sẽ đang mang lại nhiều điều tích cực. Và thành công của lần đổi mới giáo dục lần này đang được quyết bởi nỗ lực của những người thầy. Giao cho giáo viên cái quyền chủ động, chủ không phải rập khuôn theo cái là văn bản quy định anh phải soạn như thế nào, nội dung như thế nào, chương trình cốt lõi ra sao, mà giáo viên phải là đọc trước cái bài giảng và tìm ra những cái điều cốt lõi nhất, kiến thức là cô đọng nhất để làm sao truyền tải cho học sinh, và giao quyền chủ động cho giáo viên, và trong đó thì ban giám hiệu giám sát, xem xét và coi như là để áp dụng với cái chương trình giáo dục phổ thông khai sách mới. Thì vấn đề cốt lõi là người giáo viên phải chủ động, phải tích cực, phải làm việc nhiều hơn và phải tìm tòi, và nhất là đối với công nghệ thông tin thì buộc giáo viên nào cũng phải là thực hiện và sử dụng. Công cuộc đổi mới giáo dục đang đòi hỏi các giáo viên phải nỗ lực, nhưng để giáo viên làm tốt vai trò của mình, ngành giáo dục Định Quán đã và đang có sự đầu tư tốt về cơ sở vật chất. Các thiết bị dạy và học ở những nơi còn thiếu cũng đang được gấp rút trang bị đủ. Tiếp đó là hiện đại thì mới hỗ trợ hiệu quả cho bài giảng. Như thường lệ, phần cuối chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực giáo dục và hướng nghiệp. Theo Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh học tốt kiến thức cơ bản trung học phổ thông, đặc biệt của lớp 12, có thể làm được tốt 75% đề thi. Đây cũng là cơ sở tốt nhất cho việc đánh giá kết quả và xét tốt nghiệp trung học phổ thông. 25% còn lại là các câu hỏi ở mức độ vận dụng cao để các thí sinh đạt các mức điểm 8, 9, 10 nhằm phân hóa thí sinh. Cục Quản lý Chất lượng lưu ý thí sinh nghiên cứu kỹ đề thi tham khảo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố để có thể thấy rõ ma trận đề thi. Cũng liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, dự thảo phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 đang được lấy ý kiến rộng rãi người dân với nhiều điểm mới. Theo dự thảo, học sinh sẽ thi 4 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn. Đề thi cũng sẽ chú trọng đánh giá năng lực người học. Lo lắng của nhiều học sinh khi được hỏi vẫn nằm ở môn lịch sử. Các em mong muốn có sự cải tiến cách ra đề thi để không phải học thuộc lòng sự kiện. Năm học này, các trường trung học phổ thông cũng đang có sự chuyển hướng khi cho học sinh làm quen dần với các hình thức kiểm tra mới. Theo chuyên gia giáo dục và tuyển sinh, mong muốn kỳ thi tốt nghiệp thực sự là một kỳ thi nhẹ nhàng, đánh giá những kiến thức cơ bản phổ thông. Còn việc tuyển sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông nên do các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, tự chủ với các cách tuyển sinh khác nhau. Một trong những điểm mới đáng chú ý về mặt kỹ thuật khi đăng ký xét tuyển đại học năm 2023 là thí sinh chỉ cần đăng ký nguyện vọng theo ngành, theo vụ giáo dục đại học. Điều chỉnh này tránh cho thí sinh bị nhầm lẫn khi phải đăng ký nguyện vọng vào nhiều tổ hợp, phương thức xét tuyển khác nhau. Vụ giáo dục đại học lưu ý, thí sinh sau khi đăng ký xét tuyển sớm vẫn phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển và các minh chứng cần thiết lên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Khi đã trúng tuyển, nguyện vọng 1, thí sinh sẽ không được xét tiếp nguyện vọng 2, 3. Đây là quy định để thí sinh có khả năng trúng tuyển vào nguyện vọng mình yêu thích nhất. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giáo dục và hướng nghiệp kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.